Ngày 17 tháng 7, hai vụ nổ sấm sét đã phá vỡ màn yên tĩnh lúc rạng sáng trên Biển Đen, khiến đoạn cầu Crimea dài gần 20 km bị phá hủy. Giới chức Nga cáo buộc Ukraine tấn công cây cầu, nhưng Kiev bác bỏ. Điều tra ghi nhận thông tin tình báo Ukraine đứng sau vụ tấn công và đã mở cuộc điều tra hình sự liên quan. Cuộc tấn công hé lộ về biệt đội hạm đội xuồng tấn công liều chết Kamikaze của Kiev. Hải quân Ukraine đã bắt đầu triển khai các phương tiện không người lái tấn công cầu từ mùa thu năm ngoái. Vụ tấn công gây hư hại tuyến đường bộ và gây căng thẳng quan hệ giữa Nga và Ukraine. Mỗi chiếc xuồng Kamikaze của Ukraine được trang bị kính tiềm vọng điện quang, hồng ngoại và anten liên lạc vệ tinh Starlink, cho phép truyền nhiều nguồn cấp dữ liệu video và điều khiển từ xa trên khoảng cách dài. Cuộc tấn công đầu tiên vào Sevastopol vào tháng 10 năm 2022 đã hư hại 3 tàu Nga, nhưng sau đó ít thành công hơn do phòng thủ của Nga đã được chuẩn bị sẵn. Tháng 5 năm nay, Ukraine chứng minh khả năng tấn công từ xa khi tấn công tàu thu thập thông tin tình báo Nga Ivan Khơ gần eo biển Boporus. Các xuồng Kamikaze mới được thiết kế có kích cỡ nhỏ hơn và kiểu dáng đẹp hơn nhiều. Xuồng không người lái sử dụng trong cuộc tấn công cầu vào ngày 17 tháng 7 có cấu hình đặc biệt để đánh sập một nhịp cầu và vượt qua tuyến phòng thủ của Nga xung quanh bán đảo Crimea.